Hello, chào mừng mọi người quay trở lại với channel của mình và mình là Angel đây. Chúc mọi người có một ngày học tập và làm việc vui vẻ nha. Video này mình quay lúc 12 giờ đêm nha mọi người. Tại sao mình lại quay nửa đêm như vậy? Có lý do hết đó. Ok, để mình nói luôn ha. Hôm nay là ngày 24 tháng 8 là sinh nhật của ông Louis đó mọi người. Cho nên là tôi đã cố gắng thức đến giờ này để mà ghéo gọi ổng thức dậy ăn mừng sinh nhật nha. Trước tiên sẽ ăn mặc cho giống như là chúc mừng sinh nhật đã. Và mình cũng có làm một cái bất ngờ cho Louis ở trong nhà rồi. Tí nữa đi, kêu ổng lên game rồi sẽ cho mọi người và ổng cùng thấy nha. Đội cái mũ bánh kem này thì nó không có hợp với bộ đồ mình đang mặc lắm. Cho nên là thôi mình sẽ kiếm cái đèn cày nha mọi người. Cắm cái đèn cày lên đầu để cho lát ông thổi nha. Đèn cày này có thổi chắc thiên thu cũng không tắt đâu. Tại vì nó đồ trong game mà. Ok, bây giờ mình sẽ mang thêm một cái kính sinh nhật này nữa nha. Đúng bài chưa? Tí nữa lên chúc mừng sinh nhật đồ. Và bây giờ đang đúng 12 giờ đêm luôn. Thấy tôi cành hay không? Không giờ, không phút luôn. Rồi, đây là cái màn hình điện thoại của mình nha. Bây giờ mình sẽ vào trong Messenger nhắn tin cho Louis kêu lên game nha mọi người. Giờ này chắc ông đang ngủ rồi. Đây, nói quay lại cái khúc nhắn tin cho mọi người xem. Mà cái tôi bị quên mọi người. Rồi nhắn một khúc vậy nè mới chợt nhớ ra rồi bắt đầu lúc đó xong luôn rồi. Thôi mọi người coi tạm khúc cuối này đi nha. Đại khái là kêu ổng đi lên trên game chơi. Là nhà phát hành có ra cái tính năng này mới lắm. Tôi mò từ tối giờ. Rồi bây giờ đã lên game rồi nè. Trước tiên thì mình sẽ tắt hết đèn trong nhà đã nha. Bất ngờ mà biểu. Cái gì càng tối thì nó sẽ càng bất ngờ hơn. Louis chưa tỉnh ngủ hay sao á. Tôi lên game tôi vào nhà rồi mà không thấy ổng đâu hết trơn á. Đợi lâu. À tới rồi tele tới rồi nha mọi người. Hi anh nha. Ôi trời, làm gì nhà tới thui vậy? Không bật đèn cho nên nó tối vậy á. Thấy đường đi không? Đang đứng đây nè. Đen thui luôn. Thấy mỗi tên của hai đứa tôi thôi à. Em mới tìm cái gì mới của nhà phát hành hả? Em nói chơi á, đâu có cái gì mới đâu. Nhưng mà anh Ly Cam nhìn lên nóc nhà của em kìa. Công sức của em từ tối giờ á. Đây, nhân dịp sinh nhật của ổng thì mình cũng đã cố gắng lắp xong cái chữ lớp Louis nha mọi người. Nhìn thì đơn giản nha, chứ lúc lắp té lên té xuống liên tục luôn á. Tại vì nó nằm ở ngoài rìa của cái nhà nè. Mà cái tính leo trèo của tôi thì nó dở nữa. Cứ tự nhiên đang lắp xong cái bị trượt chân té. Xong cái phải đi bộ từ dưới này lên. U là trời. Em làm tặng anh á hả? Đúng rồi đó. Chứ Louis to đùng thế kia còn hỏi câu vậy nữa. Ok, để mình bật đèn sáng lên tí cho mọi người. Chứ nãy giờ tới thôi toàn thấy chat không ổng thấy người ta đâu hết á. Thật ra hôm nay mình định join ổng. Nhưng mà nghĩ lại sinh nhật của ổng cho nên là tha ổng một ngày á. Em mặc đồ gì vậy? Em chuẩn bị chúc mừng sinh nhật anh nè. Mặc đồ nó thiên hướng về happy birthday một tí. Vậy mà anh tưởng em làm chữ lớp fan chứ. Thật ra em định làm chữ lớp fan á. Nhưng mà tại ngày sinh nhật anh cho nên là thôi em làm chữ lớp Louis. Thấy ghét. Ghét gì mà ghét. Anh làm sao có cửa với lại fan. Liêu liêu. Thôi không sao. Miễn có làm anh vui rồi. Ồ vậy hả. Thôi không giỡn nữa. Thêm lên đây nè. Em cho anh một bất ngờ nữa. Ok nè. Mình có làm thêm một cái này nữa. Nhưng tuốt ở trên lầu mọi người ạ. Rồi bây giờ mời mọi người và Louis theo chân mình lên lầu nha. Cái đường đi khá là xa luôn á. Còn phải vòng một vòng cầu thang này nữa nè. Mua nhà rộng chi mỗi lần nó đi lên đi xuống mệt lắm luôn. À quên nữa. Mình phải tắt đèn chứ. Bật đèn sáng gì ổng thấy hết rồi. Này phải tạo bất ngờ chứ. Tối hui gì nè rồi đi ra nha. Anh qua đây nè, vào ghế ngồi đi. Wow. Tuy là tắt đèn tối thiệt nhưng mà vẫn thấy được mấy khung hình của nội thất kìa. Cho nên là ổng wow lên á. Happy birthday Louis bánh bèo nha. Wow. Ok, chúc Louis tuổi mới nhiều thành công. Ngày càng đẹp trai. Muốn cái gì có cái đó. Nói chung là có tất cả nha. Anh cảm ơn em nha. Ơn nghĩa gì trời. Mới mốt cho đi gầm cầu nữa ấy mà. Mất vài tiếng đồng hồ ấy. Nhưng mà khu vực này thì làm nhanh. Lâu nhất là cái chữ lớp Louis á. Té lên té xuống muốn chấn thương sọ não luôn vậy. Đẹp quá trời quá đất luôn. Ok, cảm ơn Louis nha. Nhưng mà quay trở lại bàn sinh nhật đi. Để mà thổi bánh kem rồi còn ước nguyện nữa chứ. Nói gì thì nói chứ. Năm mới ít mặt quấy lại nha anh. Ok, em kỳ cục vậy. Điều ước tuổi mới của anh là gì? Chia sẻ cho em với mọi người biết với.
Anh ước là sẽ không sợ ma với đi gầm cầu nữa. Trời đất ơi, ước gì kỳ vậy? Có kỳ đâu. Anh phải ước cái gì đó thực tế tí chứ. Trời đất ơi, chịu anh luôn á. Vậy anh muốn em làm cái nền nhà. Hay quá ha. Đó, lại cơ hội lên nữa rồi đó. Kỳ cục. Liêu liêu. Giờ đang sinh nhật của anh cho nên là anh có thể nói chuyện tự do nha. Không là no xương rồi. Nay ngày của anh là nhất, anh là số 1, anh là siêu nhân. Vậy từ nay em là nền nhà rồi đúng không? Bớt cơ hội lại nha, thấy người ta không nói làm tới luôn à. Anh có cơ hội đâu. Không cơ hội mà cứ nói tới nói lui nãy giờ. Thôi không giỡn vấn đề này nữa, em thay mặt tất cả những bạn fan cũng như là những bạn biết mình trong thời gian qua, chúc Louis có một sinh nhật vui vẻ, tuổi mới có tất cả nha. Ok, vừa rồi là một món quà nho nhỏ mình muốn dành tặng cho Louis nhân ngày sinh nhật của ổng, cũng như là thay mặt tất cả mọi người chúc mừng sinh nhật cho ổng á. Và nếu mọi người muốn tự tay mình viết ra những lời chúc thì có thể lên game vào tường của ổng và chúc mừng nha. Như đã nói, video đó mình quay lúc 12 giờ đêm, nhưng mà sáng ra mình mới edit nha mọi người. Sẵn tiện sáng lên game thì cũng thấy nhà phát hành ra bộ quần áo mới nè, hẹn hò bãi biển, giá 129.000. Có bán cho cả nam lẫn nữ luôn nha, mình con gái thì chắc chắn sẽ mua đồ nữ này rồi. Và đặc biệt là cái tóc ha, kiểu tóc này thì trước giờ trong game chưa thấy luôn á mọi người. Lần đầu tiên nhà phát hành ra kiểu tóc này luôn á, cho nên là phải lụm thôi. Ok, giờ mình đã mua gói đồ xong rồi, chỉ cần mở thư lên thôi mọi người. À đây, do là mình mới vừa online game á, nên là nhận mấy cái tiền hàng ngày nè. Bây giờ mình sẽ nhận cái gói đồ này trước nha. Đầu tiên là em tóc xịn sò con bò. Tiếp theo là cái đầm. Đầm này thì mình thấy cũng đẹp nha. Theo mình chấm điểm thì khoảng tầm 8 trên 10 thôi à, không xuất sắc lắm. Đây là giày. Và tiếp theo là cái biểu cảm của nó. Biểu cảm này không biết tí nữa đưa vào như thế nào ta, chứ mình thấy trên đây có vẻ trưởng thành á. Ok, nhận xong rồi thì mình sẽ vào trong phần trang trí mình thay thôi. Nó nằm ở đầu tiên luôn nè, tại vì mới mở ra mà. Đầm nè, giày nè, xong rồi đến tóc, rồi cả biểu cảm nữa. Ôi ôi, biểu cảm nhìn có vẻ trưởng thành quá ta. Mặt này có make up nha mọi người, màu mắt đánh màu hồng kìa, lông mi thì chút mascara nha, son môi các thứ đồ. Nhưng mà không phải phong cách của tôi. Đấy, phong cách của tôi là gì nè? Cute không phải que mọi người ạ. Mang cái nơ của Alice lên, rồi mang thêm ba lô chanh này vào nữa, thấy nó hài hòa với nhau rồi đó. Xinh gái liền. Bây giờ mình sẽ thử mấy cái dáng người nha, coi là dáng nào hợp với bộ đồ này nhất ha. Đây, dáng thường thì mình sẽ thấy rõ được cái đầm hơn. Lúc nào cũng vậy rồi mọi người. Tiếp dáng cao nè. Uầy, dáng cao lên thì cái đầm này thành đầm ngắn nha, không phải là đầm dài nữa. Nhìn cũng đẹp chứ. Nói chung bộ đồ này hợp với ba dáng luôn, dáng nào cũng đẹp hết. Ok, bộ đồ của nó là vậy á. Mọi người thấy đẹp thì có thể bỏ tiền ra mua nha, còn không thì thôi không sao. Ok, vừa rồi tóm lại là chúc mừng sinh nhật của Louis bánh bèo nha. Còn bây giờ thì hết clip rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nhớ đăng ký và bật chuông thông báo để xem những video mới nhất từ Angel Official nha. Bye bye mọi người.